phẩm thứ hai dutiya một la mã kinh thiện hạnh Vatabada 257 Tại Savatthi Này các tỷ kheo, thổi xưa khi thiên chủ Saka còn làm người, vị này chấp trị và thực hành bảy thiện hạnh. Nhờ chấp trị bảy thiện hạnh này, Saka được địa vị Sakka bảy thiện hạnh là gì? Cho đến trọn đời, tôi hiếu dưỡng cha mẹ. Cho đến trọn đời, tôi kính trọng bậc trưởng thượng. Cho đến trọn đời, tôi nói lời nhu hòa. Cho đến trọn đời, tôi không nói lời hai lưỡi. Cho đến trọn đời, với tâm ly cấu ý và sang tham, tôi sống trong gia đình với tâm bố thí, với tay sạch sẽ, hoan hỷ thí xã, nhiệt tình đáp ứng các yêu cầu, sung sướng phân phối Phật bố thí. Cho đến trọn đời, tôi nói lời chân thật. Cho đến trọn đời, tôi không phẫn nộ. Nếu tôi có phẫn nộ, tôi sẽ mau chóng dẹp trừ phẫn nộ ấy. Này các tỷ kheo, thổi xưa, khi Thiên Chủ Sát Ca còn làm người, vị này chấp trị và thực hành bảy thiền hạnh. Nhờ chấp trị bảy thiền hạnh này, Sát Ca được địa vị Sát Ca. Ai hiếu dưỡng cha mẹ, kính trọng bậc trưởng thượng, nói những lời nhu hòa, từ bỏ lời hai lưỡi, chế ngự lòng sang tham là con người chân thực, nhiếp phục được phẫn nộ. Với con người như vậy, chư thiên tam thập tam gọi là bậc chân nhân. Hai La Mã Kinh Thiên Chủ Saka trăm năm Sutta 258 Ở Savatthi, tại Setavana, lúc bấy giờ, Thế Tôn nói với các tỷ kheo, này các tỷ kheo, thổi xưa khi thiên chủ Sakka còn là người, vì ấy là một thanh niên bà La Môn tên là Maga, do vậy được gọi là Magava. Này các tỷ kheo, thổi xưa khi thiên chủ Sakka còn là người, vì ấy thường bố thí từ thành này qua thành khác, do vậy được tên là dada Này các tỷ kheo, thổi xưa khi thiên chủ Sakka còn là người, vì ấy thường bố thí một cách trọn vẹn Saka chăng do vậy được tên là Saka này các tỷ-kheo thổi xưa khi thiên chủ Saka còn là người vì ấy thường bố trí trú xứ do vậy được tên là vasava. này các tỷ-kheo thổi xưa khi thiên chủ Saka còn là người vì ấy có thể trong một thời gian rất ngắn suy nghĩ đến ngàn sự việc do vậy được tên là sahasaka ngàn con mắt. Này các tỷ kheo, Sakka trở thành người chồng của một thiếu nữ Atula tên là Suza, do vậy được tên là Sujambati. Này các tỷ kheo, thiên chủ Sakka thống lãnh và trị vị tam thập tam thiên, do vậy được gọi là thiên chủ. Này các tỷ kheo, thổi xưa khi thiên chủ Sakka còn là người, vị này chấp trì và thực hành bảy thiên hạnh nhờ chấp trị bảy thiện hạnh này sát ca được địa vị sát ca thế nào là bảy thiện hạnh cho đến trọn đời tôi hiếu dưỡng cha mẹ cho đến trọn đời tôi kính trọng bậc trưởng thượng cho đến trọn đời tôi nói lời nhu hòa cho đến trọn đời tôi không nói lời hai lưỡi cho đến trọn đời với tâm ly cấu ý và sang tham tôi sống trong gia đình với tâm bố thí với tay sạch sẽ hoan hỷ thí xã nhiệt tình đáp ứng các yêu cầu, sung sướng phân phối Phật bố thí. Cho đến trọn đời, tôi nói lời chân thật. Cho đến trọn đời, tôi không phẫn nộ. Nếu tôi có phẫn nộ, tôi sẽ mau chóng dẹp trừ phẫn nộ ấy. Này các tỷ kheo, thổi xưa, khi Thiên Chủ Sát Ca còn là người, vị này chấp trì và thực hành bảy thiền hạnh. Nhờ chấp trị bảy thiền hạnh này, Sát Ca được địa vị Sát Ca ai hiếu dưỡng cha mẹ, kính trọng bậc trưởng thượng, nói những lời nhu hòa, từ bỏ lời hai lưỡi, chế ngự lòng sang tham, là con người chân thực, nhiếp phục được phẫn nộ. Với con người như vậy, chư thiên tam thập tam, gọi là bậc chân nhân. Ba La Mã Ma, Kinh Mahali Mahali Sutta 259 như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn ở Vesali Đại Lâm Tại trùng cát giảng đường Rồi Mahali Người Lichavi Đi đến Thế Tôn Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn Rồi ngồi xuống một bên Ngồi xuống một bên Mahali Người Lichavi Bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn Thế Tôn có thấy Thiên chủ Sát Ca không? Này Mahali Ta có thấy Thiên chủ Sát Ca? Bạch Thế Tôn có thể vị ấy tương tự giống sát ca Bạch thế tôn thật khó thấy thiên chủ sát ca này mahali ta biết sát ca và các pháp tác thành sát ca chính do chấp trị các pháp ấy sát ca được địa vị sát ca và ta biết các pháp ấy này mahali thuở xưa khi thiên chủ sát ca còn là người vị ấy là một thanh niên bà la môn tên là maga do vậy được gọi là magava này Mahali, thời xưa khi thiên chủ Sakka còn là người, vị ấy thường bố thí từ thành này qua thành khác, do vậy được gọi là Burindada. này Mahali, thổi xưa khi thiên chủ Sakka còn là người, vị ấy thường bố thí một cách trọn vẹn, do vậy được gọi là Sakka. này Mahali, thổi xưa khi thiên chủ Sakka còn là người, vị ấy thường bố thí trú xứ do vậy được gọi là Phasava. Này Mahali, Thổi xưa, khi thiên chủ Sakka còn là người, vì ấy có thể trong một thời gian rất ngắn suy nghĩ đến ngàn sự việc, do vậy được gọi là Sahasaka, ngàn con mắt. Này Mahali, Sakka trở thành người chồng của một thiếu nữ Atula, tên là Susa, do vậy được gọi là Susambati. Này Mahali, Thiên chủ Sát-ca thống lãnh và trị vì tam thập tam thiên, do vậy được gọi là thiên chủ. Này Mahali, thổi xưa khi thiên chủ Sát-ca còn là người, vị này chấp trị và thực hành bảy thiền hạnh. Nhờ chấp trị bảy thiền hạnh, Sát-ca được địa vị Sát-ca. Thế nào là bảy thiền hạnh? Cho đến trọn đời, tôi hiếu dưỡng cha mẹ. Cho đến trọn đời, tôi kính trọng Bậc Trưởng Thượng. Cho đến trọn đời tôi nói lời nhu hòa Cho đến trọn đời tôi không nói lời hai lưỡi Cho đến trọn đời với tâm ly cấu ý và sang tham Tôi sống trong gia đình với tâm bố thí Với tay sạch sẽ, hoan hỷ thí xã Nhiệt tình đáp ứng các yêu cầu sung sướng phân phối vật bố thí Cho đến trọn đời tôi nói lời chân thật Cho đến trọn đời tôi không phẫn nộ nếu tôi có phẫn nộ, tôi sẽ mau chóng dẹp trừ phẫn nộ ấy này Mahali, thổi xưa khi thiên chủ Sắc Ca còn là người, vị này chấp trì và thực hành bảy thiền hạnh. Nhờ chấp trì bảy thiên hạnh này, Sắc Ca được địa vị Sắc Ca. Ai hiếu dưỡng cha mẹ, kính trọng bậc trưởng thượng, nói những lời nhu hòa, từ bỏ lời hai lưỡi, chế ngự lòng sang tham, là con người chân thực, nhiếp phục được phẫn nộ. Với con người như vậy, chư thiên tam thập tam, gọi là bậc chân nhân. Bốn La Mã Kinh Người Nghèo Dalida Sutta 260 Một thời, Thế Tôn ở Rasakaha, Vương Xá, Veluvana, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo! Thưa Vân, Bạch Thế Tôn! Các tỷ kheo ấy vân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Thổi xưa, này các tỷ kheo, có một người ở tại thành vương xá này. Người ấy nghèo khổ, bần cùng, khốn khổ. Người ấy chấp trị lòng tin trong pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết. Chấp trị giới, chấp trị văn, chấp trị thí, chấp trị tuệ. Người ấy do chấp trị lòng tin trong pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết. Chấp trị giới, chấp trị văn, chấp trị thí, chấp trị tuệ, nên sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này, và cộng trú với chư thiên tam thập tam thiên. Vị ấy chói sáng hơn chư thiên khác về dung sắc và danh tiếng. Ở đây, này các vị tỷ kheo, chư thiên ở tam thập tam thiên bực tức, chán ghét, phẫn uất Thật là kỳ lạ, thật là chưa từng có, thiên tử này thổi xưa làm người, nghèo khó, bần cùng, khốn khổ. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này, và cộng trú với chư thiên ở tam thập tam thiên, vì ấy chói sáng hơn chư thiên khác về dung sắc và danh tiếng. Rồi này các tỷ kheo, thiên chủ sắc ca gọi chư thiên ở tam thập tam thiên. Này chư thân hữu, chớ có bực tức với vị thiên tử này. Này chư thân hữu, vị thiên tử này trước kia làm người, chấp trị lòng tin trong pháp và luật do như lai tuyên thuyết chấp trị giới chấp trị văn chấp trị thí chấp trị tuệ người ấy do chấp trị lòng tin trong pháp và luật do như lai tuyên thuyết chấp trị giới chấp trị văn chấp trị thí chấp trị tuệ nên sau khi thân hoại mạng chung vị ấy được sanh thiện thú thiên giới cõi đời này và cộng trú với chư thiên ở tam thập tam thiên vì ấy chói sáng hơn chư thiên khác về dung sắc và danh tiếng. Rồi này các tỷ kheo, thiên chủ sắc ca, để làm hòa diệu chư thiên ở tam thập tam thiên, ngay lúc ấy nói lên bài kệ này. Ai tính thành như lai, bất động khéo an trú, ai giữ giới thuần thiện, được bậc thánh tán thán ai tính thành chúng tăng, chân trực và chánh kiến, được gọi không phải nghèo, đời sống không hư vọng, Do vậy người có trí phải nhớ lời Phật dạy, tính thành và trì giới, tri kiến đúng chánh pháp. Năm La Mã Kinh Khả Ái Khả Lạc Ramanayaka Sutta 261 Ở Savatthi tại Jetavana rồi Thiên Chủ Sakka đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, Thiên Chủ Sắc Ca Bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn, địa cảnh nào khả ái, khả lạc? Thế Tôn, các cảnh vườn mỹ diệu, các khu rừng mỹ diệu, các ao sen khéo xây được loài người khả ái, thật sự chỉ đáng giá, chỉ một phần mười sáu, tại làng hay tại rừng, chỗ đất thấp hay cao, chỗ nào la hán trú, địa cảnh ấy khả ái. Sáu La Mã Kinh Tổ Chức Lễ Tế Đàn Yajamana Sutta 262 Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha, Vương Xá, trên Gizakuta, núi Linh thứ Rồi Thiên Chủ Sakka đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, Thiên Chủ Sakka nói lên bài kệ với Thế Tôn loài người lễ tế đàn, chúng sanh mong công đức, ai làm các công đức đưa đến sự tái sanh, chỗ nào sự bố thí được quả báo thật lớn. Thế Tôn, ai thành tựu bốn đạo, ai chứng đắc bốn quả, tăng chúng ấy chân trực, giới định tuệ đầy đủ, loài người lễ tế đàn, chúng sanh mong công đức, ai làm các công đức đưa đến sự tái sanh, bố thí cho chúng tăng được quả báo thật lớn. Bảy La Mã Kinh Đảnh Lễ Đức Phật Buddha Vandana Sutta 263 Ở Savatthi tại Jetavana Lúc bấy giờ Thế Tôn đang nghỉ trưa thiền tịnh Rồi Thiên Chủ Sakka và Phạm Thiên Sahampati đi đến Thế Tôn Sau khi đến mỗi người đứng dựa vào một cột cửa. Rồi Thiên Chủ Sắc Ca nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Đứng lên bậc anh hùng, bậc chiến thắng chiến trường, đã đặt gánh nặng xuống, không mắc nợ một ai, bộ hành khắp thế giới, tâm ngài khéo giải thoát, chẳng khác gì mặt trăng, trong đêm trầm chói sáng. Phạm Thiên Sahampati Này Thiên Chủ, kính lễ như lai không phải như vậy, và này thiên chủ kính lễ như lai phải như thế này đứng lên bậc anh hùng bậc chiến thắng chiến trường lãnh đạo đoàn lữ hành không mắc nợ một ai bộ hành khắp thế giới thế tôn hãy thuyết pháp có những người sẽ hiểu tám la mã kinh đảnh lễ hàng cư sĩ gahatha vandana sutta 264 tại Savatthi, ở đây, vân vân, Thế Tôn nói. Thổi xưa, này các tỷ kheo, Thiên chủ Sakka nói với người đánh xe Matali. Này Matali thân, hãy thắng ngàn con ngựa khéo huấn luyện vào cổ xe, chúng ta hãy đi đến vườn cảnh để ngắm cảnh. Thưa vân, tôn giả. Này các tỷ kheo, người đánh xe Matali vân đáp Thiên chủ sát Sakka. Sau khi thắng một ngàn con ngựa khéo huấn luyện vào cổ xe, vị ấy liền báo với thiên chủ Saka. Thưa ngài, ngàn con ngựa khéo huấn luyện đã thắng vào cổ xe, nay ngài hãy làm những gì ngài nghĩ là hợp thời. Này các tỷ kheo, thiên chủ Saka từ cung điện vesajanta đi xuống, chấp tay và đánh lễ các phương hướng. Rồi này các tỷ kheo, người đánh xe Matali nói lên những bài kệ với thiên chủ Sakka bậc tam minh lễ ngài tất cả sát đế lỵ ở trên cõi đất này cũng đều đảnh lễ ngài kể cả bốn thiên vương bậc danh xưng tam thập dạ xoa ấy tên gì vị mà ngài đảnh lễ này thiên chủ sắc ca sắc ca bậc tam minh lễ ta tất cả sát đế lỵ ở trên cõi đất này cũng đều đảnh lễ ta kể cả bốn thiên vương bậc danh xưng tam thập nhưng ta chỉ đảnh lễ bậc thành tựu giới luật lâu ngày tu thiền định chân chánh hạnh xuất gia thành đạt và chứng được cứu cánh chân phạm hạnh ngoài ra các gia chủ làm công đức giữ giới nuôi dưỡng vợ đúng pháp các cư sĩ như vậy ta cũng sẽ đảnh lễ hỡi này matali matali phải tôi cũng được nghe ở đời bậc tối thượng sắc ca ngài đảnh lễ những vị ngài đảnh lễ tôi cũng đều đảnh lễ ôi này vasava thế tôn magava nói vậy vua suzambati đảnh lễ các phương sông lên xe dẫn đi đầu chính là mã kinh đảnh lễ bậc đạo sư Sathara Vandana Sutta 265 ở Savatthi, tại Jetavana. thời xưa, này các tỷ kheo, Thiên chủ Sakka nói với người đánh xe Matali. Này Matali thân, hãy thắng ngàn con ngựa khéo huấn luyện vào cổ xe, chúng ta hãy đi đến vườn cảnh để ngắm cảnh. Thưa vân, tôn giả. Này các tỷ kheo, người đánh xe Matali vân đáp Thiên chủ Sakka. Sau khi thắng một ngàn con ngựa khéo huấn luyện vào cổ xe, vị ấy liền báo với Sát Ca. Thưa ngài, ngàn con ngựa khéo huấn luyện đã được thắng vào cổ xe, nay ngài hãy làm những gì ngài nghĩ là hợp thời. Này các tỷ kheo, thiên chủ Sát Ca từ cung điện Vesajanta đi xuống, chắp tay kính lễ Thế Tôn. Rồi Matali, người đánh xe nói lên những bài kệ với thiên chủ Sát Ca thiên nhân kính lễ ngài hỡi này vasava dạ xoa ấy tên gì vị mà ngài đảnh lễ này thiên chủ sắc ca sắc ca bậc chánh đẳng chánh giác đời này với chư thiên bậc đạo sư tối thượng vị ấy ta đảnh lễ hỡi này matali những vị đã đoạn trừ tham sân và vô minh bậc lậu tận la hán vị ấy ta đảnh lễ bậc điều phục tham sân, vượt khỏi mạng vô minh, hoan hỷ đoạn tái sanh, các bậc thuộc hữu học, không phóng vật tu học, vì ấy ta đảnh lễ. Hỡi này Matali. Matali. Phải, tôi cũng được nghe, ở đời bậc tối thượng, Saka ngài đảnh lễ, những vị ngài đảnh lễ, tôi cũng đều đảnh lễ. Ôi này Phasava. Thế Tôn, Magava nói vậy, vua Suzambati đảnh lễ Thế Tôn xong, lên xe dẫn đi đầu. Mười La Mã, Kinh đảnh lễ chúng tăng Sangha Vandana Sutta 266 Ở Savatthi tại Jetavana Ở đây, vân vân, Thế Tôn nói như sau Thổi xưa, này các tỷ kheo, Thiên chủ Sakka nói với người đánh xe Matali. Này Matali thân, hãy thắng ngàn con ngựa khéo huấn luyện vào cổ xe, chúng ta hãy đi đến vườn cảnh để ngắm cảnh. Thưa vân tôn giả Này các tỷ kheo, người đánh xe Matali vân đáp thiên chủ Sakka, sau khi thắng một ngàn con ngựa khéo huấn luyện vào cổ xe, vị ấy liền báo với thiên chủ Sakka. Thưa ngài, ngàn con ngựa khéo huấn luyện đã được thắng vào cổ xe, ngài hãy làm những gì ngài nghĩ là hợp thời. Này các tỷ kheo, thiên chủ sát ca từ cung điện Yanta đi xuống, chấp tay đảnh lễ chúng tỷ kheo. Này các tỷ kheo, rồi người đánh xe Matali nói lên bài kệ với thiên chủ sát ca. Họ phải đảnh lễ ngài, những người thân bất tịnh, chìm sâu trong thi thể, bị đói khát giày vò có gì Ngài ưa thích đối những vị xuất gia, hãy nói cho được biết, sở hành các ẩn sĩ. Nhờ vậy chúng tôi nghe được tiếng nói của Ngài, hỡi này Vasava. Saka Hỡi này Matali, đối những vị xuất gia, điều khiến ta ưa thích khi họ từ làng về, họ đi không tham vọng, vừa lúa không cất chứa, không ghè không nội niêu, những gì họ tìm kiếm, có người khác sẵn sàng, do vậy họ nuôi sống theo cung cách tốt đẹp. Họ là bậc hiền trí, khuyên nhủ lời tốt đẹp, hay họ giữ im lặng trong tư thế trầm tĩnh, chư thiên chiến tu la. Loài người cũng gây chiến, hỡi này Matali, không chiến giữa gây chiến, trầm tĩnh giữa đau gậy, không chấp giữa chấp trước, vậy ta kính lễ họ, hỡi này Matali. Matali. Phải, tôi cũng được nghe, ở đời bậc tối thượng, sát ca ngài đánh lễ, những vị ngài đánh lễ, tôi cũng đều đảnh lễ. Ôi này Vasava! Thế Tôn Magava nói vậy, vua Suzambati đảnh lễ tăng chúng sông, lên xe dẫn đi đầu. Phẩm thứ ba Tatiya Phát một La Mã Kinh Đoạn Dứt Chê Toa Sư Ta 267 Ở Savatthi tại Zetavana rồi Thiên Chủ Sakka đi đến Thế Tôn sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên đứng một bên Thiên Chủ Sakka nói lên bài kệ với Thế Tôn Đoạn Phật gì được lạc Đoạn Phật gì không sầu Có một loại pháp gì Ngài tán đồng đoạn dứt tôn giả gotama thế tôn đoạn phẫn nộ được lạc đoạn phẫn nộ không sầu phẫn nộ với độc căng với vị ngọt tối thượng pháp ấy bậc hiền thánh tán đồng sự đoạn dứt đoạn pháp ấy không sầu hỡi này phasava hai la mã kinh xấu xí Đức baniya sutta hai trăm sáu mươi tám ở Savatthi tại Jetavana. Tại đây, vân vân, Thế Tôn nói như sau. Thổi xưa này các tỷ kheo, có một dạ xoa xấu xí, thấp lùn, bụng to, Okotimaka, đến ngồi trên chỗ ngồi của thiên chủ Sakka. Ở đây, này các tỷ kheo, chư thiên ở tam thập tam thiên bực tức, chán ghét, phẫn uất Thật kỳ lạ thay, thật là chưa từng có. Tên dạ xoa xấu xí, thấp lùng, bụng to, lại đến ngồi trên chỗ ngồi của thiên chủ Sát ca. Này các tỷ kheo, Chư thiên ở Tam thập Tam thiên càng bực tức, chán ghét, phẫn uất bao nhiêu, thời giả dạ xoa ấy càng đẹp hơn, càng dễ nhìn, càng dễ thương bấy nhiêu. Rồi này các tỷ kheo, Chư thiên ở Tam thập Tam thiên đi đến thiên chủ Sát ca, sau khi đến nói với thiên chủ Sát ca. Ở đây, này tôn giả có một dạ xoa xấu xí, thấp lùn, bụng to, đến ngồi trên chỗ ngồi của Ngài. Ở đây, này tôn giả, chư thiên ở tam thập tam thiên bực tức, chán ghét, phẫn uất Thật kỳ lạ thay, thật là chưa từng có. Dạ xoa này xấu xí, thấp lùn, bụng to, lại đến ngồi trên chỗ ngồi của thiên chủ sắc ca. Nhưng này tôn giả, chư thiên ở tam thập tam thiên càng bực tức, chán ghét, phẫn uất bao nhiêu, thời dạ xoa xấu xí thấp lùn bụng to ấy càng tốt đẹp càng dễ nhìn và càng dễ thương bấy nhiêu thưa tôn giả có phải dạ xoa ấy sẽ trở thành dạ xoa nuôi dưỡng bằng phẫn nộ rồi này các tỷ kheo thiên chủ sắc ca đi đến dạ xoa nuôi dưỡng bằng phẫn nộ ấy sau khi đến đắp thượng y vào một bên vai đầu gối phải quỳ trên đất chắp tay vái dạ xoa nuôi dưỡng bằng phẫn nộ và nói lên tên của mình ba lần. Thưa tôn giả, tôi là thiên chủ Sát Ca. Thưa tôn giả, tôi là thiên chủ Sát Ca. Thưa tôn giả, tôi là thiên chủ Sát Ca. Này các tỷ kheo, thiên chủ Sát Ca càng nói lên tên của mình bao nhiêu, thời giả dạ xoa ấy càng trở thành xấu xí, thấp lùn, bụng to bấy nhiêu, và sau khi trở thành càng xấu xí, càng thấp lùn, bụng to hơn, vị ấy biến mất tại chỗ ấy này các tỷ kheo, Thiên Chủ Sắc Ca, sau khi ngồi xuống trên chỗ ngồi của mình, làm cho hòa diệu chư thiên ở tam thập tam thiên, ngay lúc ấy nói lên những bài kệ này. Tâm ta không dễ dàng để cho bị thất trận, không dễ bị lôi kéo trong xoáy nước phẫn nộ. Người biết đã từ lâu, ta không còn phẫn nộ, phẫn nộ không chân đứng, một chỗ nào trong ta. Ta không nói ác ngữ, vì phẫn nộ giận hờn và không có khen tặng những đức tánh của ta thấy được lợi ích mình ta tự thân chế ngự ba la mã kinh ảo thuật của sambara sambarimaya sutta hai trăm sáu mươi chín tại savatthi vân vân thế tôn nói như sau này các tỷ kheo thuở xưa Atula Vương Vebachiti bị bệnh đau đớn bị trọng bệnh. Rồi này các tỷ kheo Thiên Chủ Sakka đi đến Atula Vương Vebachiti để hỏi thăm tình trạng bệnh hoạn. Này các tỷ kheo, Atula Vương Vebachiti từ đằng xa trông thấy Thiên Chủ Sakka đi đến, thấy vậy liền nói với Thiên Chủ Sakka: Này Thiên Chủ, hãy chữa bệnh cho tôi. Này ve-ba-chi-ti, hãy nói tôi biết ảo thuật của sambara này tôn giả hãy chờ tôi hỏi ý kiến các atula rồi này các tỷ kheo atula vương vebachitti hỏi ý kiến các atula chưa tôn giả tôi có nên nói cho thiên chủ saka ảo thuật của sambara không thưa tôn giả ngài không nên nói cho thiên chủ saka ảo thuật của sambara rồi này các tỷ kheo, Atula Vương ba nói lên bài kệ này với thiên chủ Sakka. Ông thuộc dòng Maga, là Sakka thiên chủ, là chồng của Suza, ảo thuật dắt dẫn đến vượt sâu của địa ngục tại đấy Sambara, đã sống một trăm năm. Bốn La Mã Kinh Phạm Tội Acharya Sutta 270 ở Savati vân vân. Lúc bấy giờ hai tỷ kheo cãi lộn nhau. Ở đây một tỷ kheo phạm tội, tỷ kheo ấy phát lộ tội phạm là tội phạm trước mặt tỷ kheo kia, tỷ kheo kia không chấp nhận. Rồi nhiều tỷ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Ở đây bạch Thế Tôn có hai tỷ kheo cãi lộn nhau một tỷ kheo phạm tội bạch thế tôn tỷ kheo ấy phát lộ tội phạm là tội phạm trước mặt tỷ kheo kia tỷ kheo kia không chấp nhận này các tỷ kheo hai tỷ kheo này là ngu si một vị không thấy phạm tội là phạm tội một vị không chấp nhận phát lộ tội phạm đúng pháp này các tỷ kheo hai vị tỷ kheo này là ngu si này các tỷ kheo hai tỷ kheo này là sáng suốt. Một vị thấy phạm tội là phạm tội, một vị chấp nhận phát lộ tội phạm đúng pháp. Này các tỷ kheo, hai vị tỷ kheo này là sáng suốt. Thổi xưa, này các tỷ kheo, thiên chủ Sát-ca để làm hòa diệu chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên tại hội trường Sudama, ngay trong lúc ấy nói lên bài kệ này. Hãy nhiếp phục phẫn nộ, giữ tình bạn không phai, không đáng mắng chớ mắng, không nên nói hai lưỡi. Phẫn nộ đối người ác như núi đè bẹp người. Năm La Mã Kinh không phẫn nộ Akkoda Sutta 271 Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn ở Savatthi Jetavana tại vườn ông Anathapindika cấp cô độc. Ở đây Thế Tôn gọi các tỷ kheo, vân vân. Thế Tôn nói như sau. Thổi xưa, này các tỷ kheo, thiên chủ sát ca, để làm hòa diệu chư thiên ở tam thập tam thiên tại hội trường Sudamma, ngay trong lúc ấy nói lên bài kệ này. Chớ để lòng phẫn nộ, nhiếp phục chi phối người, chớ để lòng sân hận, đối trị với sân hận, không phẫn nộ vô hại, bậc thánh thượng an trú phẫn nộ đối người ác như núi đè bẹp người